Hello anh em, video này mình sẽ chia sẻ một số cái phụ kiện mà mình đã chuẩn bị cho cái bộ máy tính sắp tới của mình. Thì cái bộ máy tính này á, nó sẽ làm được hai công việc. Một á, là giúp cho mình làm những cái sáng tạo nội dung ở nhà. Và những cái sáng tạo nội dung này nó có thiên hướng sử dụng khá là nhiều thiết bị khác nhau để test rất là nhiều đồ. Hai á, là nó được dùng để mang đi tới những cái workshop khác nhau. Và nó cần một cái sự bền bỉ và nó cần một sự thích ứng tối đa với những cái điều kiện workshop khác nhau. Và trong quá trình mình làm content creator khoảng được hơn 1 năm thì mình đã tổng hợp lại những cái yếu tố cần thiết, những thiết bị cho một cái máy tính để làm sao cái máy tính đó nó hoạt động nó hiệu quả nhất, nó tăng cái năng suất và nó giúp cho bạn làm được trong một thời gian dài, có thể là thậm chí là 3 đến 5 năm tới. Cho nên những cái món phụ kiện của ngày hôm nay khi mình chia sẻ với các bạn sẽ thấy nó vừa lạ, nó vừa quen và thậm chí là nó có thể bất ngờ vì nó cách dùng của nó đối với mình nó sẽ khác mọi người. Hey, this is Rocky Workshop. Please sit down. Check out me. And here we go. Để mà ráp lên được một cái PC á, thì nó sẽ cần rất là nhiều phụ kiện, nhưng mà ở đây mình sẽ chia sẻ cho anh em trước ba cái phụ kiện mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của các anh em ngay lập tức. Đầu tiên á, là cái này có thể thấy là hai cái SSD NVMe PCIe Gen 4. Thì cái này là một cái là 1T và một cái là 2T. Thì rất là nhiều người khi đi ráp máy họ thắc mắc rằng 1T có đủ hay không, hay là hai cái 1T, hay là một ổ 2T. Chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi đó. Cái thứ hai là con card màn hình Vega RTX 4070 Ti. Chiếc card này là chiếc card mà mình nghĩ rằng hợp với những anh em làm việc lẫn chơi game nhất ở thời điểm hiện tại. Số đông nha. Hiện tại thì mọi người đang trend con card là 4070 vì đó là con card có mức giá hợp lý nhất mà mọi người nên mua. Nhưng mà mình không đồng ý với chuyện đó. Hợp lý nhất ở đây là hợp lý nhất vì thật ra nó rẻ và hiệu năng nó mang lại, và cái hiệu năng đó bạn đọc trên mạng. Đó là do hiệu năng đó bạn đọc trên mạng. Còn hiệu năng khi bạn dùng, dùng cho cái gì thì mới, lúc đó chúng ta mới nói đến câu chuyện là hiệu năng nó như thế nào. Thì mình nghĩ rằng con 4070 Ti này nó giải quyết được câu chuyện lớn hơn rất là nhiều. Bạn đừng so sánh kiểu như là 4070 Ti nó sẽ đắt hơn con 4070 bình thường khoảng chừng từ 4 đến 5 triệu. Nó không đắt hơn 4 đến 5 triệu đó, thì nó sẽ tương đương với khoảng 20%. Nhưng 20% đó là bạn đang so con card. Trong khi đó bạn nâng cấp con card thì cái chi phí mà bạn nâng cấp con card cho cả một cái hệ thống máy tính nó chỉ chiếm đâu đó khoảng 7% thôi. Nó không phải sự giải thích. Rồi, một cái thứ ba, cái quan trọng nhất là cái mainboard. Thì cái mainboard này mình sử dụng cái mainboard Asus ProArt Z790 Creator Wi-Fi. Cái main này khá là đắt so với những cái thông số mà bạn đọc được và bạn hiểu được. Khả năng hiểu được thông số ở Việt Nam nó là một cái gì đó nó rất là mông lung. Xin lỗi các bạn đang xem video, nhưng rõ ràng những người khi mà họ xem, những người dùng cuối khi họ xem á, thì cái thông số đó là những một cái họ chỉ quan tâm đến những cái mà những thứ phổ biến. Và những thứ đó, một cái main khoảng 6 triệu nó cũng đã đáp ứng được. Nhưng khi mà bên trong nó, khi mà sử dụng, mình đã thử sử dụng nha, và mình biết chắc chắn rằng nếu như các bạn có ý định sử dụng cho công việc làm sáng tạo nội dung và bạn có nhiều thiết bị thì không đi đâu khác được ngoài chiếc main này. Như mình hiện tại là mình đang rất là khổ cực với một chiếc main có giá khoảng tầm 9 đến 10 triệu và nó bị giới hạn bởi một số thứ, mặc dù nó vẫn là một chiếc main rất là mạnh. Cho nên mình sẽ chia sẻ với anh em là vì sao mình lựa chọn như thế này. Rồi, đầu tiên hãy nói về ổ cứng SSD. Ở đây mình đang có hai cái ổ cứng mà mình nghĩ rằng có thể coi là một trong những giải pháp tốt nhất thị trường mà bạn có thể kiếm được về mặt giá lẫn hiệu năng cho dàn máy của bạn. Đó là bộ Kingston KC3000 ha. Cái bộ này thì một cái là ổ 1T và một cái là ổ 2T. Khi mà mình nhận cái bộ ổ cứng này và mình đã xài thử cách đây khoảng hơn một năm thì phải,
Mình nhớ không lầm là khoảng hơn một năm mình đã xài thử con 1T. Và mình nó là một cái gì đó mình bị bất ngờ. Tại vì ngay khi mình ráp cái dàn máy mình đang ngồi quay cho các bạn ở đây là mình ráp vào khoảng đầu năm 2020. Mình ráp khoảng đâu tầm tháng 6, tháng 7, 2020 gì đó. Thì ở lúc đó nha, mua một chiếc ổ cứng NVMe Gen 4 1T nó rất là đắt. Nó lên tới khoảng 5,5 triệu lận. Và trong đầu mình mặc định là NVMe Gen 4 nó là một cái gì đó khá là đắt. Cho tới khi mình nhận được một con KC3000 từ Kingston thì họ nói rằng mức giá này chi phí nó hợp lý hơn rất là nhiều. Và những video mà các bạn xem trên kênh của mình từ khoảng tháng từ khoảng đâu tháng 1 2021 trở về đây thì tất cả những video đó mình đều sử dụng trên con KC3000 1T. Mình lưu lúc mà mình record á, thì mình cứ record lên trên thẳng ổ C và sau đó là mình sẽ chuyển nó qua cái ổ của con KC3000 để mình dựng, thì nó sẽ độc lập ra khỏi cái ổ cũng cái Windows. Một trong những cái mà mình bị bất ngờ là mức chi phí ở thời điểm đó mua không hề đắt tí nào. Và ở thời điểm hiện tại thì với mức chi phí chưa tới 5 triệu là mình đã có thể mua được con KC3000 2TB. Và mình đã xài nó trong suốt hơn một năm vừa qua. Cái cách mà nó đáp ứng được cái nhu cầu của mình nên mình nghĩ rằng nếu như các bạn mua mà các bạn không có vì nhu cầu như là đẹp nè hay là khoe ra cái thiết kế của những có những cái SSD khác nó sẽ có cái tản nhiệt riêng và thiết kế rất là đẹp, và nếu như bạn không có nhu cầu đó thì bạn có thể nên cân nhắc một con như là KC3000. Rồi, với cái cách làm content creator của mình là mình sẽ hạn chế tối đa cái dung lượng thừa. Tại vì những cái video mà khi mình quay ở đây thì mình đều quay trực tiếp thẳng vào trong máy tính. Và khi mình quay trực tiếp vào trong thẳng trong máy tính á, thì mình sẽ có thể để được độ phân giải cao nhất nè, bitrate cao nhất nè, thông qua card capture. Nhưng mà mình lại hạn chế được tối đa cái file thừa. Tại vì file thừa nào, file hỏng mình quay xong mình biết ngay, mình bấm mình xóa ngay, mình không có lưu lại trên đó. Chứ như các bạn cũng thấy là tại đó lý do tại sao mà mình để cái màn hình trên đây cho các bạn xem. Cái màn để các màn hình trên đây cho bạn xem là mình đang record. Như vậy, cho dù rằng mình thu rất là nhiều, nhưng cái ổ cứng 1TB nó đã quá đủ đối với mình. Nhưng mà hiện tại á, tại sao mình lại cần nâng cấp lên 2T? Đó là lý do là hiện tại công việc của mình nó bắt đầu có thêm hạng mục đi làm workshop. Và khi đi làm workshop á, thì mình sẽ phải cooperate với lại nhiều cái đối tác khác và nhiều cái data dữ liệu khác của người khác đổ về. Và những dữ liệu đó nó gây tốn dung lượng bộ nhớ ban đầu khi mình xếp về, trước khi là mình sắp xếp. Và mình cần phải mất một khoảng thời gian để mình có thể hỗ trợ cho những bạn đó cách sắp xếp cái tư liệu để mà có thể lưu được. Còn nếu như bạn làm cá nhân, thật sự bạn làm cá nhân, thì 1T là một cái gì đó nó đã đủ cho bạn, và nếu như bạn biết cách sắp xếp. Còn nếu như một bạn muốn thông thả hơn, bạn muốn có nhiều dự án hơn và bạn là người thường xuyên đi ra ngoài quay, thì mình nghĩ bạn hãy cân nhắc 2T. Tại vì ở thời điểm hiện tại 2TB nó là một cái giải pháp ngon, bổ, rẻ, nhiều và nó cũng xịn. Đấy, mình thấy là đó là một cái gì đó rất hợp lý, cho nên là cái máy tính sắp tới của mình sẽ sử dụng một ổ 1T cho cái ổ cài win, cài game, cũng chơi game chút chút. Và ổ còn lại thì 2T sẽ được dùng để lưu dữ liệu data để cho chúng ta làm content creator đó. Và nếu như các bạn cân nhắc cái chuyện mà tổ chức dữ liệu á, thì các bạn hãy cân nhắc một cái gì nè. Ở đây mình không quay một máy mà mình quay tổng cộng tới là 2 máy lần, 2 máy cộng với lại luồng âm thanh. Cho nên á, cái tốc độ ghi ngẫu nhiên của một chiếc SSD Gen 4 nó sẽ giúp cho việc mà mình ghi lên trên ổ cứng trực tiếp nó không bị lắc, nó nhanh và nó hiệu quả. Sau đó chúng ta tổ chức sắp xếp lại những file nào vừa thừa, chúng ta xóa đi. Cho nên mỗi một cái vlog mà mình quay cho các bạn, cho dù nó có thể dài khoảng chừng 30 phút, nhưng mà tổng dữ liệu của nó khoảng chừng có 10GB à, rất là đã. Nên mỗi một cái ổ cứng như thế này là mình có thể chứa khoảng chừng đâu đó 20 cái vlog.
để xài dần, và sau đó là khi mà nó đã hiệu quả rồi thì mình lại xóa bớt dữ liệu đó đi, hoặc là mình lưu nó lên trên ổ NAS, một ổ HDD bình thường. Đó là cái phần ổ cứng SSD. Chọn 1T hay là chọn 2T. Cái món đồ tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn đó là con VGA 4070 Ti. Cái con 4070 Ti này lúc mà mình có đó thì nó đang có giá thị trường khoảng tầm 26 triệu, 27 triệu. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại, thời điểm mà mình đang làm cái video này cho các bạn xem, thì giá thị trường của nó chỉ có là 23 triệu thôi. Và nếu như các bạn build mấy bộ thì các bạn sẽ có những cái giá nó còn tiết kiệm hơn nữa. Tức là nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó tầm giá khoảng tầm 22 cho đến 23 triệu. Rồi. Nếu như các bạn chỉ mua bản 4070 thì giá của nó sẽ dao động khoảng tầm 17 triệu cho tới 17-18 triệu gì đó. Tức là bản thân con 4070 Ti này nó sẽ đắt hơn con 4070 bình thường khoảng đâu tầm 4 triệu. Nhưng tại sao phải là 4070 Ti mà không phải là 4070 thường? Thì câu trả lời của mình như sau. Đối với lại cái mà mình đọc được hiện tại nha, về mặt thông về mặt thông số mà các bạn xem được ở trên mạng á, thì 4070 này nó giải quyết được câu chuyện là nếu như bạn chơi game thì nó sẽ có hiệu năng nó tương đương với lại những cái card đồ họa 3090 của năm ngoái. Điều nó thua là nó thua VRAM, và khi nó thua VRAM thì những cái game mà có mức bản đồ mở chơi rộng hơn, cốt truyện nhiều hơn đó, thì nó sẽ có một cái gì đó nó thua kém. Nhưng vấn đề của mình đó là mình không cần tới đó, cho nên mình bỏ qua. Tại vì khi mà mình xác định build một cái dàn PC để cho làm công việc, làm sáng tạo nội dung và có thể chơi game, thì ở đây nó sẽ đạt được cái mức cân bằng. Nó cần phải đạt được cái mức cân bằng giữa nhu cầu công việc và giải trí. Thì 4070 Ti nó giải quyết được câu chuyện đó tốt hơn là 4070. Tại vì xét như thế này, bạn build một cái dàn máy như mình đang build thì nó sẽ rơi vào khoảng đâu đó tầm 60 cho đến 70 triệu. Thì với mức giá từ 60 đến 70 triệu mà bạn tiết kiệm đi 4 triệu, tức là bạn tiết kiệm chưa tới 10%. Tức là nó chỉ tiết kiệm cho bạn khoảng chừng 6 cho tới 7% thôi, chưa tới 10%. Thì với cái mức tiết kiệm tiền chưa tới 6-7% đó mà bạn bị thọt mất hiệu năng khoảng 30%, nó rất là tức. Hiệu năng của con 4070 Ti xét về mặt làm việc nó sẽ cao hơn con 4070 lên đến khoảng 30%. Lý do nó có nhiều nhân CUDA hơn, và cái nhiều nhân CUDA hơn thì khi mà bạn làm các công việc liên quan đến sáng tạo nội dung đồ họa và những cái công việc mà hiện tại nha, nó đã có tích hợp cái AI ở trong đó và sử dụng cái nhân của RTX á, thì 4070 Ti nó sẽ hiệu quả hơn 4070 rất là nhiều. Nhưng mà tại sao phải là 4070 mà không phải 4080, 4090 hay là không phải những cái card đồ họa khác? Thì hiện tại trong đầu của mình để mà mua thì nó sẽ có 3 cái phân khúc để chúng ta mua. Đầu tiên mình sẽ mua con 3060 Ti, 3060 luôn, hoặc là 3060 Ti, vì đó là cái mức card giá rẻ nhất và nó vẫn mạnh để cho các bạn làm việc, và nó vẫn đủ để cho các bạn làm dựng clip 4K. Hoàn toàn bạn có thể dựng clip 4K. Nó ngon, rất là ngon. Nó tương đương với lại cái máy mình đang dùng ở thời điểm hiện tại luôn. Mặc dù máy của mình nó xài cạc, nó cũng chỉ tương đương với con 2070 thôi. Thì lên con 3060 là một cái câu chuyện rẻ, đẹp, bền, xịn. Và thậm chí là bạn mà còn không ngại bạn mua cạc cũ nữa thì nó sẽ còn rẻ nữa. Nhưng mà nếu như khi mà các bạn lên một cái mức trên đó, thì 3080 hay 3090 nó sẽ không lợi bằng 4070. Lý do 3080 và 3090 nó ăn điện nhiều hơn.
À, rõ ràng 3080 thì nó sẽ không có hiệu năng mạnh bằng con 4070. Không phải hiệu năng nữa mà gọi là sức mạnh luôn, nó sẽ không mạnh bằng con 4070. Cho nên nếu mà so giữa 3080 và 4070 thì được, rõ ràng 3070 thua, còn đây là 4070 Ti nữa thì nó lại càng thua. Cho nên 4070 Ti nó sẽ cần được cân nhắc so sánh với lại 3090. Vậy thì ai sẽ cần 3090 và ai sẽ cần 4070 Ti? 3090 nó sẽ có nhiều VRAM RAM hơn con 4070 và lẫn 4070 Ti. Thì con 4070 Ti này nó chỉ có 12GB VRAM, trong khi đó 3090 nó lên tới 24GB VRAM. Thì ở cái mức VRAM đó, nó sẽ giúp cho những bạn nào làm các công việc có liên quan đến dữ liệu, có liên quan đến AI thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thành ra ở thời điểm hiện tại, nếu như không có đủ chi phí để lên 4090 thì 3090 vẫn là một cái Vega mà chúng ta nên mua và phải mua nếu như những bạn nào đang làm liên quan tới AI. Cái này thì sắp tới mình có làm chung một cái workshop với lại một anh chuyên làm về đồ họa và ứng dụng AI trong đồ họa. Thì đấy là cái mà anh ấy chia sẻ với mình và mình truyền đạt lại với các bạn. Và mình đã được tận mắt, tận tay trải nghiệm điều đó để mình có thể chia sẻ được các bạn. Nhưng ở góc độ khía cạnh của mình thì mình sẽ để dành cái giới thiệu đó cho người anh đó, anh sẽ giải thích rõ hơn. Rồi, vậy thì giữa 4070 và 4070 Ti thì mình đã chọn 4070 Ti, lý do đơn giản thôi. Mình không tiết kiệm 4 triệu đi làm gì hết. Bạn đừng so sánh giữa hai con cạc với nhau. Bạn build dàn máy chứ bạn không cầm con cạc về ăn ha. Để mình còn chưa khui cái này ra nữa. Để bây giờ bạn không cầm con Vega về các bạn ăn đâu. Cho nên khi mà các bạn mua một con Vega, các bạn so sánh giá mà hai con Vega chênh lệch nhau là tầm bậy. Bạn nên so sánh cả dàn máy. Thì lúc đó bạn thấy rằng số tiền mà bạn bỏ ra cho 4070 và 4070 Ti là không hề chênh lệch quá nhiều. Nó chỉ chênh lệch khoảng 6-7% thôi. Đó là 4070 Ti. Và cuối cùng nữa là cái điều mà một con 4070 Ti nó làm được, đó là nó ăn điện rất ít. Nó ăn điện rất ít. Nó ăn điện ít hơn 3080, ăn điện ít hơn 3090, ăn điện ít hơn cả 4080 đương nhiên rồi, và 4090. Nó tiêu thụ điện nhiều hơn. Nếu bạn đọc cái TDP của con 4070 Ti này ở trên mạng, bạn sẽ thấy là mức tiêu thụ điện năng tối đa của nó sẽ tương đương với là 285W, trong khi con 4070 nó là khoảng tầm 250W. Nhưng bạn sẽ cực kỳ bất ngờ, TDP cao hơn nhưng mà hiệu năng điện này tốt hơn. Tức là bản thân con này có cái TDP lên tới 285W, nhưng mà thực tế chạy á, có cái nào lúc nào cũng chạy load, full load 125, full load 100% điện năng không? Không. Cho nên là với cái khả năng mà cái room của nó cao hơn như vậy, thì ngay khi ở mức bình thường nó chạy, nó lại tiêu thụ điện năng ít hơn con 4070. Tức là nó lợi về mặt điện năng và cái hiệu năng trên điện năng tốt hơn con 4070. Cho nên mình luôn cảm thấy câu chuyện là bỏ tiền ra mua một cái sản phẩm có gắn mác Ti, nó là một cái gì đó hiệu quả hơn nếu bạn so sánh nó ở trên cùng một cái mức giá của cái PC. Còn bạn so sánh với hai con cạc là không đúng. Đó là lý do mà tại sao mà mình chọn con 4070 Ti này. Và cái phần quan trọng nhất trong chiếc PC sắp tới mình ráp đó là cái mainboard. Tại vì mình đã ráp một vài cái PC và mình thấy rằng đối với công việc hiện tại của mình thì việc sử dụng một chiếc mainboard đúng, nó sẽ giúp cho công việc của mình nó hợp lý hơn, thoải mái hơn, nhanh hơn, và kể cả việc mang vác đi nó cũng thuận tiện hơn. Nghe phi lý đúng không? Bây giờ mình sẽ giải thích. Mình sử dụng chiếc mainboard của Asus ProArt, ProArt Z790 Creator Wi-Fi sử dụng DDR5. Đây. Và đây là chiếc mainboard dành cho những người chuyên làm sáng tạo. Rồi. Đấy. Bây giờ mình sẽ giải thích vì sao đây là chiếc mainboard chuyên dành cho người làm dùng sáng tạo đó các bạn. Đối với người dùng làm sáng tạo á, thì trước đây mình nghĩ rằng ok, cứ chỉ cần CPU mạnh
Vega mạnh, RAM nhiều, thế là xong. Nhưng mà khi mà đặt nó lên trên một chiếc mainboard bình thường có giá khoảng tầm 6-7 triệu đổ lại, nó vẫn thể hiện được sức mạnh của nó. Máy PC của mình vẫn thể hiện được sức mạnh. Nhưng khi mình bắt đầu mình có nhiều thiết bị ngoại vi nhiều hơn, mình có nhiều luồng data hơn, thì chiếc main đó nó thể hiện cái sự yếu ớt của nó. Đối với việc bạn chơi game thì cho dù cái game đó có nặng cỡ nào đi nữa thì bản thân một cái mainboard nó cũng chỉ xử lý là một cái lượng thông tin, một cái lượng dữ liệu khổng lồ, nhưng mà nó đến từ một cái app duy nhất. Nhưng mà khi bạn làm việc, bạn làm sáng tạo thì nó đến từ rất là nhiều thứ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái main. Đây. Rồi, đây là cái mainboard ROAD. Một trong những cái lý do mà khiến cho mình phải mua một cái mainboard ROAD là số lượng cổng cắm ở phía sau của nó. Nếu bạn nhìn số lượng cổng cắm này và bạn nói với mình rằng à ok, số lượng cổng cắm này nó cực kỳ bình thường thôi, thì đúng, nhìn có vẻ nó bình thường, nhưng mà nó là một thứ mà trước đây chúng ta, bản thân mình cũng chưa nghĩ đến. Đầu tiên là nó sẽ có hai cái cổng Thunderbolt 4. Thì với hai cái cổng Thunderbolt 4 này, mình hoàn toàn mình có thể cắm hai cái màn hình sử dụng cổng Thunderbolt 4 để mình xài. Cái thứ hai nữa là những cái cổng này nó có sẽ có sạc lên đến là 65W, nên mình hoàn toàn mình có thể sạc với lại bất kỳ một cái laptop nào, bất kỳ một cái. Rồi, đến chính xíu. Thì hai cái cổng đó nó không lấy điện lên tới 60W. Mà để mà lấy điện lên 60W á, chúng ta có một cái cổng PCI Thunderbolt 4 cắm vào nữa. Đó là một cái cạc cắm rời vào. Và do là mình hay xài cái cạc cắm rời đó trên cái máy tính của mình, cho nên là mình cứ quen cắm cái là những cái mà cần cái điện áp cao 35W hoặc là 65W, mình quen cắm cổng đó. Còn đối với lại các audio interface mà dạng chỉ cần dual mic hay là những cái thiết bị bình thường như là camera chẳng hạn, thì nó sẽ yêu cầu khoảng đâu là 15W. Thì hai cái cổng Thunderbolt có sẵn ở trên cái main ROAD Z790 D5 này, nó đã giải quyết được tất cả mọi thứ. Và hầu hết tất cả các màn hình mà các bạn xài chỉ với một cổng USB-C Thunderbolt, không có những cái màn hình di động và những màn hình cỡ nhỏ khoảng tầm 14 cho đến 17 inch á, chỉ cần một cổng duy nhất thì nó cũng chỉ tiêu thụ có 15W điện. Thành ra cái cổng đó nó đã đủ, cho nên mình cần phải đến chính chỗ này. Vì ok, do thói quen sử dụng mình quên mất rằng hai cái cổng này nó chỉ có 15W thôi, và muốn đẩy lên được 65W hoặc 100W thì chúng ta có một cái cổng, một cái cạc PCI mở rộng ra là nó cắm vào, nó sẽ có thể lên được nguồn lên đến tầng 100W được. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái phần video. Lấy một ví dụ đơn giản khác là các bạn thấy có một cái bàn mix ở đây không? Mình có một cái bàn mix ở đây của Rode. Đây là con Rodecaster Pro 2. Thì nếu như mình lắp nó vào trong một cái PC bình thường thì nó đòi hỏi một nguồn điện là 35W. Và rất là nhiều đồ audio nó đòi hỏi lấy, bây giờ nó sử dụng cái giao thức Thunderbolt 4 luôn, và nó lấy cả điện, cả lấy data đi qua chung một cái cổng cắm duy nhất, và không phải main nào cũng làm được điều đó. Hơn nữa, Rode vừa ra mắt một cái bàn mix rất là tuyệt vời. Nó vừa trộn cả cái bàn mix âm thanh và nó vừa trộn cả tín hiệu video luôn. Và nó đòi hỏi cái băng thông rất lớn, lên tới 5 gigabit tối thiểu. Và nó cần một cái lượng điện năng tiêu thụ khoảng 45W. Vậy thì nếu như không có những cái cổng Thunderbolt 4 như thế này thì bạn lấy làm sao? Những cái cổng như USB-A này nó đâu có chịu được. Nó không thể chịu được luôn. Và sử dụng những cái cổng USB-A này bình thường, mà nếu các bạn kích điện lên, mình đã có những cái bộ dây điện rất là mắc tiền, nhưng mà đối với những bộ dây điện nó mắc tiền đó thì nó sẽ bị nhiễu tín hiệu âm thanh. Thì khi nó đi vô những cái bộ âm thanh kia nó sẽ bị nhiễu. Cho nên khi mà giao thức Thunderbolt 4 nó sẽ giúp cho mình làm được rất là nhiều việc như vậy. Cái thứ hai nữa là cái việc phân chia và cái việc những cái phần cứng trên cái main này, nó giúp cho mình đảm bảo được rằng là khi mà mình làm những công việc nặng, cái luồng dữ liệu nó được sắp xếp, nó được đi, nó... À sao ta?
nó rất là thông thoáng. Nó bằng một cách nào đó, khi mà mình thử những cái chức năng phức tạp liên quan đến đèn, rồi biểu diễn, trình diễn trên những cái main khoảng tầm 6-7 triệu mà chuyên dành cho gaming, nó có thể đẹp, nhưng mà nó sẽ bị lắc. Nó bằng một cách nào đó nó làm cho cái hệ thống mình nó có độ delay. Còn đối với lại trên con main Pro Arc này thì nó lại không có bị cái độ delay đó. Và ngoài ra những cái nguồn, những cái chỗ mà các bạn thấy cắm khe PCI không, nó làm rất là hợp lý ở chỗ rằng mình hoàn toàn mình có thể cắm một cái Vega vào đây, mình có thể cắm Vega vào đây, và mình có thể cắm thêm một cái cạc capter xuống dưới đây, hoặc là mình có thể cắm hai cái Vega ở đây. Các bạn thấy là ở đây có hai cái khe để các bạn cắm Vega, thì nhưng nếu như bạn cắm Vega ở hai cái khe này á, thế các bạn sẽ tự hỏi rằng làm sao bạn có thể cắm được hai con series 4, 4070 hay 4090, tại vì nó sẽ không đủ cổng. Nhưng không, hai cái khe này khi mà dùng để cắm hai Vega thì người thường người ta sẽ cắm những con như RTX A4000 hay A5000 để người ta tận dụng sức mạnh của nó để làm những cái real time tracing, những cái liên quan đến đồ họa AI, hoặc là những cái có liên quan đến gọi là render thời gian thực. Thì cho nên xét về mặt chi phí thì một con Man Pro Arc như thế này nó đắt, nó không hề rẻ nha, nó không hề rẻ. Nó có chi phí khoảng chừng đâu đó từ 12 cho đến 14 triệu cho một con Man Pro Arc Z790. Nhưng thực sự nó rất đáng đồng tiền bát gạo các bạn, cực kỳ đáng đồng tiền bát gạo. Nó có 3 khe PCI. Nó có 3 khe PCI NVMe cho bạn gắn 3 ổ cứng ha. Có 3 khe để cho các bạn gắn những cái card mở rộng, 2 khe cho card màn hình. Và mình lúc mà mình làm mình luôn luôn hỏi là có một cái main mà gắn được nha. Yêu cầu bây giờ nếu các bạn yêu cầu một cái main mà có thể gắn được 2 card màn hình, một card capture và có thể xuất ra được màn hình Thunderbolt 4 DisplayPort dùng giao thức Thunderbolt 4 thì ok, trên thị trường này nó chỉ có một số dòng main làm được điều đó thôi. Acer Pro Arc Z790 làm được điều đó. Tất nhiên nó sẽ vẫn có một số cách làm trích chút xíu, thì trong cái lúc mà mình ráp cái máy xong á, mình sẽ chia sẻ chính xác hơn cho các bạn. Đấy, thì đây là con main mà sẽ mua. Và với công việc của mình hiện tại thì mình sẽ mua những con main liên quan tới Pro Arc thôi. Và nếu như bạn quan tâm thì thật ra Pro Arc họ cũng có những cái main giá rẻ luôn, dành cho những sáng tạo, những nhà sáng tạo nội dung, những các bạn làm sáng tạo mà ở gọi là phân khúc, biết chính xác mình làm cái gì và mình mua đúng, mình không cần mua dư ra. Còn cái main mà mình đang xài ở đây á, là mình sẽ mua dư ra để cho việc mình làm postcard nè, mình làm casting bên truyền hình nè, mình làm nhiếp ảnh nè, mình làm video nè. Nói chung là mọi thứ mình có thể nghĩ được ra về cái chuyện làm sáng tạo thì mình sẽ thử trên cái main này. Lấy một ví dụ đơn giản là nếu như bạn nào mà làm với cái bàn Wacom á, bàn vẽ Wacom mà các bạn có màn hình luôn á, thì trước đây các bạn sẽ phải cần cắm một số cái loại cổng thì cái màn nó mới lên được. Cổng nguồn nè, cổng USB nè, rồi cổng HDMI nè. Thì bây giờ bạn hoàn toàn bạn có thể cắm một cổng duy nhất. Bạn có thể cắm một cổng duy nhất Thunderbolt 4 vào con Wacom là có thể vừa hiển thị được hình ảnh, vừa cấp nguồn cho nó. Tại vì con này cấp đến 65W rồi, thì không có cái bàn Wacom nào nó ăn hơn điện nó đâu. Rồi, đó là lý do tại sao mà mình có cái video này, mình chia sẻ với các anh em là những thứ mà mình sẽ ráp trong cái PC sắp tới của mình. Thì đây là những thứ mà cần phải giải thích. Còn khi mà ráp lên CPU, RAM, nguồn, nó sẽ dễ giải thích hơn. Và bây giờ chờ cái video đó lên cái PC đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp trong phần 2. Cảm ơn các bạn.